điện thoại Ngon Vừa Rẻ xin chào tất cả các bạn. Và hôm qua thì là thánh nhọ Hiền Linh, hôm qua tôi đọc là đội Bỉ sẽ là tôi đánh Bỉ là Bỉ chiến thắng. Ai ngờ đâu là Pháp ăn luôn 1-0 mọi người, chúng lớn tôi xui mọi người, tôi chọn đâu đánh ngược lại. Mọi người ăn nó xôi chán chè rồi, hôm nay mọi người cứ nhắn tin hỏi là anh ơi nay anh đánh đội nào đấy. Thì tiếp tục hôm nay là trận đấu diễn ra là 1 giờ sáng. Ngày hôm nay thì là ngày các bạn đánh, thì là hôm nay là tôi sẽ vì bà con nhân dân là tôi sẽ chọn Croatia. Bà con cứ đánh đội tuyển Anh thì đánh đội Anh kiểu gì cũng trúng. Còn riêng tôi là vì tất cả mọi người tôi sẽ chọn Croatia hôm nay. Tôi đảm bảo là Croatia hôm nay sẽ thắng. Nhưng mà các bạn phải đánh, muốn có tiền sẽ phải chuyển sang đánh đội Anh. Đánh đội Anh mới ra tiền, còn bạn nào theo Croatia như tôi thì chỉ có chết thôi. Đảm bảo các bạn luôn là hôm nay Croatia thắng. Tôi đấy những gì tôi nói như Pele nói luôn, chọn đâu là chịt đấy luôn. Tôi chọn Croatia sẽ được vào chung kết, khẳng định luôn. Tôi thắng Anh kiểu gì nhẹ phải 1-0 luôn. Các bạn mà nghe theo tôi hôm nay và đánh Croatia là các bạn sấp mặt hình luôn. Thế thôi, xin chào các bạn.